Chào này, nào giờ này có chơi Lego không này? Trong thời đại ngày nay, trẻ em có rất là nhiều thứ để chơi. Nhưng mà Lego vẫn là một trong những món đồ chơi được yêu thích nhất. Đằng sau sự thành công của thương hiệu này, dĩ nhiên phải kể tới những bộ ảnh quảng cáo vô cùng bắt mắt và ấn tượng của nhiếp ảnh gia Anna Bitanga. Là một người yêu Lego khi còn nhỏ, thì cô đã bắt đầu chụp hình những nhân vật Lego vào khoảng năm 2013. Dưới bàn tay của cô, những nhân vật Lego trở nên vô cùng sống động và thu hút, y như là đang xem một bộ phim vậy đó này. Giờ mình xem thử nha. Mong nị thành người đàng hoàng, bay nị